À, tên cậu mợ của Trà My tên gì tôi quên mất tiêu rồi. Dạ Nguyễn À, nhớ Văn, rồi, Nguyễn Văn Tiến. dạ Nguyễn Văn Tiến, Họ đã có mặt tại Sài Gòn này chưa? dạ họ đang trên đường tới ạ. Tốt lắm, cậu hãy lo chuẩn bị đón tiếp thật chu đáo nha. Tôi muốn họ được dạo chơi một vòng Sài Gòn. Dạ dạo chơi Sài Gòn một vòng sẽ làm cho tinh thần của họ thoải mái hơn và làm quen với không khí Sài Gòn, nhưng tôi sợ tình cờ họ gặp nhau, bởi vì thú vị nhất là sự hội ngộ bất ngờ của gia đình Trà My tại cuộc họp báo. Vậy thì thôi đi. Dạ, và tôi cũng nghĩ rằng Trà My thích tự mình dẫn cậu mợ mình đi chơi hơn. Vậy cậu tự sắp xếp nha. Dạ, được. Tôi xin phép ra ngoài. Có khủng long đó mà. Trời ơi, bự dữ vậy hả? Cả chiếc xi măng này mà về quê mà xây cái chuồng heo được lắm á. Mình đi thôi mợ. Đây đây đây. Cô mới thấy cậu đây mà. Alo, cậu hả? Ai vậy? Con hả? Cậu nè. Cậu đang ở đâu vậy? Cậu đang đứng ngay cái hồ nước mà có hai con rồng nè con. Thì cậu đứng yên nguyên đó nha, cậu đừng đi đâu, coi với mợ tới đó liền. Ở đâu đâu, ở đâu con? Đi mợ. Mời vào. Chào chị ngồi đi. Tôi đã gửi thư mời phỏng vấn vào thứ hai tuần sau. Ừ. Ngày đó có tiện cho anh không? Thứ hai tuần sau. Được, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để có mặt. Trong số hồ sơ này, tất cả đều đáp ứng yêu cầu. Họ đã từng làm cho công ty kinh doanh thực phẩm, trừ Trà My. Thế chị có gửi thư mời phỏng vấn cho Trà My chưa? Đây, anh đọc đi. Có thông tin gì đặc biệt à? Đây là cuộc họp báo của công ty truyền thông Đại Dương. Má ơi, là một cái từ mà bất kỳ ai nghe cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Một từ rất quen thuộc, nhưng Trà My đã nâng nó thành một từ có ý nghĩa rất quan trọng. Trước đây, Hải Yến cũng có tài biến những điều giản dị trở thành độc đáo. Tôi có cảm giác Trà My đáng để chúng ta tò mò. Thùy chị thôi, chị cứ làm tất cả những điều cần thiết để tìm một trợ lý cho mình. Kể cả Trà My, nếu như cô ta đáp ứng xuất sắc các cuộc phỏng vấn. Nếu Trà My xuất sắc thì khách sạn Phượng Tím đã không để cho cô ấy đi tìm việc khác. Chủ khách sạn Phượng Tím, theo tôi được biết, là một người rất trọng nhân tài. À, còn vấn đề này nữa. Chị hãy ráng cố gắng bố trí cho Trung một công việc nào đó đủ bận rộn để cậu ta không cảm thấy thừa thãi.
Miên. Ủa anh kia, cậu mở tiếng vậy rồi hả? Anh định đại diện công ty Đại Dương ra tiễn cô mở về mà tiếc quá. Không cần đâu anh, em nên cảm ơn anh mới phải, vì nhờ anh mà em có cơ hội được gặp lại cậu mợ một cách bất ngờ như vậy. Không cần cảm ơn anh đâu, đây là phần quà mà công ty Đại Dương gửi tặng cho cậu mợ với lại em, mà anh chỉ là người thực hiện thôi. Mà xem không giữ cậu mợ lại để chơi thêm vài ngày nữa. Em có nói, nhưng mà mợ nói ở dưới quê không ai coi nhà hết, phải về sớm đi coi nhà. Ủa? Chào các chị nha. Em về. Bye. Bye bye. Mọi người hãy đem đứng về nhé. Bye. Chị, em thấy giờ nè, mặt tiền của khách sạn mình á, không có phải là phòng lễ tân nữa, mà là phòng bảo vệ. Sao nói vậy? Tại vì là khách tiếp mà muốn vô khách sạn mình trước tiên là phải đi qua phòng bảo vệ, chứ đâu có phải gặp lễ tân đâu, đúng không? Hòa hương sao? Chính vì thế, giám đốc Quý mới thay anh Tân bằng một ông đeo kính cận, bệ vệ, nhìn cứ như là giám đốc. Tử gì? Sao hỏi vậy á? Già luôn thảm tài, có gì đâu để ý. Cho để xem. Xin nghe ạ. Tổ buồn hả? Dạ, tổ buồn đấy ạ. Để tập đây, chúng ta khách bởi kiểu chữ nha. Ừ. Con để chị đưa khách cho. Còn này nhiều, hãy đánh về đi. Cái ai mình không dám nói nhá, bất mi nhá, đó là công việc đó, không á chỉ là tổ trưởng mà chỉ tình hạn công việc đó, chứ những công việc nhà hạ sạch sẽ, đưa khách đi ngủ trưa đó, đã dành đã làm, có bánh đầy để cho mình làm. Chào Minh, chụp điện thoại chụp xong nhé. Mình đi gặp anh William cười một tí. Chào Minh, chuyện gì này mới quay lại vậy? Dạ... Dạ đâu có gì đâu chị. Chị Dung, em có một chút chuyện riêng
chị có thể cho em nghỉ làm vào sáng mai được không chị? Công việc trực á, bận rộn là buổi sáng. Mày lại xin nghỉ buổi sáng. Thì hồi nào sẽ làm? Em biết vậy. Nhưng mà... À, vậy em có thể làm vào buổi sáng khác được không chị? Đại ca, làm được thuốc đại ca. Cảm ơn. À, cảm ơn nha. Đối tượng đã ra khỏi khách sạn, đi xe Suzuki màu đen, biển số 51R64085. Rồi. Hải Yến à, tao thấy lo quá à. Tao thì rất muốn gặp họ, nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tao lo lắm. Xin mời Nguyễn Thị Trà My. Dạ, xin chào anh. Chào chị. Mời cô ngồi. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ của cô, nhưng hôm nay chúng tôi muốn được nghe cô tự giới thiệu về mình. Dạ, tôi là Nguyễn Thị Trà My, 24 tuổi. Tôi tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tôi tự lập sớm, nên từ thời sinh viên, tôi đã từng làm nhiều nghề để kiếm sống. Nếu như vị trí trợ lý dành cho cô sẽ làm gì? Thưa, cơ hội của tôi chính là cuộc gặp mặt này. Tôi đến đây để được gặp anh chị. Điều tôi muốn biết... À, tôi xin lỗi, tôi không có quyền được nói như vậy, nhưng thật sự... Hải Yến và tôi là bạn rất thân thiết với nhau. Chúng tôi thân với nhau như là hai chị em ruột vậy. Tôi muốn biết vì sao Hải Yến đột ngột nghỉ việc và đột ngột bỏ ra đi mà không nói với tôi một lời nào. Tôi muốn biết bây giờ Hải Yến đang ở đâu. Cô hỏi ai vậy? Dạ, ở đây còn phòng trọ cho thuê không ấy chị? Như lời cô nói, cô và Hải Yến rất thân thiết với nhau. Cô có thể chứng minh điều đó không? Thí dụ như là cô có biết việc làm của Hải Yến ở công ty chúng tôi không? Cho đến trước khi Hải Yến bỏ ra đi, tôi vẫn nghĩ mình là người biết rõ về công việc của Hải Yến. Thậm chí Hải Yến đã từng giao việc để tôi làm giúp rồi mà. Là việc gì? Cô có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Hải Yến đã từng rủ tôi đến nhà trẻ để thổi bong bóng quảng cáo của công ty cho các em bé ở đó
Tôi cũng đã cùng Hải Yến đi đến Tây Nguyên để điều tra vì sao giữa đợt khuyến mãi mà doanh số bán hàng vẫn không tăng. Kết quả của cuộc điều tra cho thấy đợt khuyến mãi đã diễn ra không đúng thời điểm. Vì gặp phải mùa bắp và cũng là mùa trái cây, cô uống nước đi. Cho vị trí trợ lý. Thưa, nhưng mục đích chính của tôi đến đây là... Tôi có nghe cô nói mục đích chính của cô đến đây là... Cô Trà My này, cuộc sống luôn có những bất ngờ. Và người thông minh thì mọi bất ngờ luôn ẩn chứa một cơ hội. Như cô đã từng biết, tôi và anh Sinh đây đã từng là đối thủ của nhau. Vậy mà giờ đây, chúng tôi hợp tác với nhau rất mật thiết. Dạ... Chúng tôi đang nghe, cô nói đi. Có một công ty mang tên Cỏ Đuôi Gà. Công việc của Cỏ Đuôi Gà là có mặt ngay bên cạnh khi người ta cảm thấy cô đơn, cũng như lúc người ta cần chia sẻ niềm vui. Tôi chính là người sáng lập của công ty Cỏ Đuôi Gà đó. Có rất nhiều người cần sự chia sẻ, mà tôi thì lại không đủ lực, nên tôi đành phải cho thôi hoạt động của Cỏ Đuôi Gà. Nhưng tôi vẫn tin chắc chắn một điều rằng bất cứ ai trên cuộc đời này cũng có đôi lúc cần một ai đó lắng nghe và trò chuyện với mình. Nhưng khách hàng của công ty sữa đa phần là trẻ em. Chính bí đỏ trước đây là khách hàng tí hon đầu tiên của Cỏ Đuôi Gà đó. Có gì cứ hỏi nha. Dạ, gần đây có chỗ nào bán đồ gia dụng không hả gì? Gần lắm, ở góc đường nè. Cô cứ nói ở nhà trọ bà Năm là người ta bán đúng giá nè. Dạ, con cảm ơn dì.
Được, được, được. Thống nhất như vậy nha. Được rồi, được rồi. Mời vào. À, Trung, tôi đang cần gặp cậu đây. Dạ, có việc gì không ạ? Trước tiên cậu phải nói cho tôi biết là cậu cần gặp tôi có chuyện gì chứ. Tôi cũng đang muốn biết cái sự ăn không ngồi rồi của tôi kéo dài bao lâu nữa. Giám đốc có quyền gì mà trả tôi lương mà lại không cho tôi việc làm. Cậu nên biết là một người thực sự có năng lực không ai dám tước bỏ công việc của họ đâu. Trung nè, tại sao cậu không thử chứng minh tôi rất lãng phí khi để cậu rảnh rỗi như thế này? Thú thật là kể từ lúc cậu làm việc cho tôi tới bây giờ, có một điều làm cho tôi rất nể phục, và điều đó cũng mang lại hiệu quả rất cao cho công ty. Đó là ý tưởng của cậu tổ chức một cuộc đối vui dành cho lứa tuổi tiểu học. Nhưng rất tiếc, ý tưởng đó không phải là của cậu. Ông chỉ suy nghĩ theo cảm tính thôi. Ý tưởng đó là của Hải Yến. Thật là quá hổ thẹn khi cậu dám mạo danh nhận ý tưởng tuyệt vời đó là của cậu. Tôi thật sự nể phục cậu. Ông cũng có nói như vậy. Cậu có muốn tôi đưa ra bằng chứng? Nếu như cậu muốn chuyện này đưa ra hội đồng quản trị của công ty, tôi sẵn sàng giúp cậu tổ chức cuộc họp. Còn nếu như cậu muốn rút lui trong danh dự, tôi cũng sẵn sàng im lặng về chuyện dối trá của cậu. Kể từ giờ phút này, cậu không còn là trợ lý cho tôi nữa. Chắc cậu cũng biết là công ty đang tuyển trợ lý mới. Tôi cảm biết. Và nó cũng làm cho tôi biết tôi ra không? Cậu có thể đi. Chứng để bắt cô Ngọc Dung, một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy. Chúng tôi ghi nhận sự hợp tác kết lùi của anh. An Toàn à, tôi có một khẩn cầu của được không? Không chưa nói. Dạ, trong cái chuyện này mong mấy anh chỉ bí mật, đừng có để lộ ra làm ảnh hưởng đến cái sản phẩm. Được, tôi đồng ý. Đồng chí, tạm chủ. Nó chào cô. Cô Lòng, tôi hỏi phòng cô Ngọc Dung ở đâu? Chẳng qua cái bệnh nhân bây giờ sao mà nhìn bên trái không có mỏ như là trực toàn chứ không sao là trực toàn. Cảm ơn em. Cô không phải là Ngọc Dung hay không? Hả? Chúng tôi là công an hình sự. Cô về rồi đó hả? Chào à, chú. Dạ chào chị Nông. Ủa, Hải Yến. Anh Trọ ở đây hả? Ừ. Ở phòng đằng kia kìa. Còn Hải Yến. Tôi Trọ ở đây nè. Trà My đang tìm Hải Yến đó. Anh cũng biết Trà My. Ừ. Trà My cùng về với tôi mà.
xíu. Em chuẩn bị sẵn mấy phần bánh mì cho năm tối nè. Hả? Say mê quá ha, không nghe người ta nói luôn phải không? Anh nhớ ăn nha. Em cứ để cho anh mấy phần trong tủ lạnh á, có đói thì ăn không? Ok em. Bây giờ anh về nha. Nhớ ăn nha. Mày Lan, để đưa em về. Cái đồ đi em. Đâu, bệnh dính dáng tới trái tim, trong đông y gọi là gì? Co thắt cơ tim, trong đông y gọi là chân tâm thống. Chân tâm thống. À, chân tâm thống. Ừ. Nhưng làm sao mà Đông học thuộc hết những cái từ khó nhớ này? Yến quên, đó là công việc của tôi hả? Vậy chắc anh phải là một người cẩn thận lắm mới học được cái nghề này đúng không? Yến thấy tôi có cẩn thận không? Nói cẩn thận vì tôi sắp đề nghị với anh một điều. Yến cứ nói đi. Đừng để Trà My biết là tôi ở trọ nơi đây. Tại sao? Tôi rất mặc cảm được hả? Tôi đã từng thành công và dân gian. Tôi đã từng cười trầm mấy là không biết cất thời. Bây giờ tôi đang bắt đầu lại từ đầu. Tôi không muốn gặp bạn bè trong bộ dạng một kẻ thất bại. Nhưng tôi nghĩ Trà My không phải là người. Tôi biết Trà My không tôi lắm. Nhưng tôi không muốn Trà My biết hoàn cảnh của tôi trong lúc này. Nói vậy anh chịu chưa? Yến đang tự làm khổ mình đó. Cả bạn bè nữa. Là bao đừng nói tôi những lời như vậy. Nếu em để tôi chẳng biết tôi ở đây, tôi sẽ dọn đi ngay lập tức đó. Chẳng lẽ không gặp lại bạn bè nó sao? Anh nghĩ là tôi muốn nhớ chẳng biết sao? Trúc, tôi tưởng như vậy rồi mình bắt ra đâu ra nghe này. Mà chuyện gì? Mai. Hả? Đêm hôm mà chị Ngọc không bị bắt đến giờ á, lo lắng mình ngồi hộp quá à. Đêm nào cũng gặp ác mộng hết á. Ác mộng? Mà ác mộng gì? Mình mơ là mình bị còng tay giống chị Ngọc luôn. Ở khách sạn này Trúc chỉ lo làm nhiệm vụ của Trúc thôi. Chứ Trúc có làm cái gì mà ám đâu mà sợ lo bị bắt. Thôi, nghĩ lung tung không à. Theo như là Trúc được biết á, là người mèo mà biết là người kia phạm tội mà không trình báo là cũng bị tội đó. Ừ, thì đúng là như vậy. Nhưng mà Trúc thấy đó, chuyện của chị Dung dắt khách lên phòng nghỉ trưa có liên quan gì tới Trúc không? Mà có liên quan không? Không, làm sao liên quan được. Thì đó, mình thấy đó, lần nào dẫn khách đi là chị Dung cũng dành dẫn khách lên phòng ngủ trưa chứ bộ. Còn nó Trúc á, toàn phải ngồi đánh giày không à. Vậy thì có gì đâu phải lo.
chẳng lẽ đánh giày cũng bị bắt nữa sao? Thôi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nè, Thư của Ngọc Dung gửi cho My đó. Thư của Ngọc Dung? Ừ. Sao không gửi cho Trúc mà gửi cho mình? Thì cứ đọc đi, khủng khiếp lắm á. Đọc đi, đọc đi. Em năm quý sẽ không thể từ chối cứu mình ra khỏi nơi này. Xin chào. Mong rằng em sẽ giúp mình chuyển lời đến em năm quý. Sao Trúc có được lá thư này? Lá thư nhà còn không gửi cho My nhá. Trúc, cái này Trúc hút thuốc nữa hả? Không. Sao cậu học quẹt chi? Người nhà chị Ngọc Dung dặn là đọc xong đốt đi liền. Đây không. Chuẩn bị sẵn. Phải cẩn thận. Thôi, chuyện cũng qua rồi, đừng suy nghĩ nữa. Mình sẽ giúp chị Ngọc Vân đi nói hết tất cả với giám đốc Quý. Ừ, nói lên đi. Thật không hiểu nổi, bao lâu nay chị không có thai, ngay lúc này thì lại phao tin mình có thai. Tôi thật quá sợ, quá sợ Ngọc Dung. Có gì đâu mà cô ngạc nhiên. Cô ta đã dám làm bao nhiêu chuyện động trời, thì cái chuyện mà bây giờ vu cho tôi là bắt tác giả cái bào thai cũng đâu có gì lạ. Mà bây giờ cô đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng nè, thật ra đây cũng chỉ là chuyện của trai gái, chuyện của đàn ông thôi. Cổ cũng đâu có vừa gì, cũng lợi dụng cái mối quan hệ với tôi để có được một vị trí trong khách sạn, để dễ bề làm những chuyện mờ ám. Giám đốc, sao ông? Nhưng mà giám đốc thử nghĩ coi, nếu như chị Ngọc Dung không thương giám đốc thật sự, không nghĩ cho giám đốc, thì có lẽ là chị Ngọc Dung đã phao tin này cho tất cả mọi người trong khách sạn đều biết, chứ đâu nói riêng tôi để làm gì. Trà My à, cô ngây thơ thiệt á. Cô không biết là Ngọc Dung cực kỳ mưu mô xảo quyệt sao? Cô không biết là bây giờ tiếng nói Ngọc Dung đâu còn là cái gì đâu, cho nên cô mới phải nhún nhường như vậy. Chứ cổ là con người rất là đáo để. Ủa, mà tôi thấy lạ nha. Tôi nhớ không lầm là cô cũng bao nhiêu lần là nạn nhân của Ngọc Dung mà, sao bây giờ tự nhiên? Nhưng đó lại là chuyện khác, nó đâu có dính dáng gì tới. Tới đứa bé đang nằm trong bụng của Ngọc Dung. Tôi phải mồ côi cha mẹ từ bé, nên tôi hiểu được cái giá trị của hai tiếng ba má là như thế nào. Nhưng tôi không ngờ trên đời này vẫn còn những đứa bé còn bất hạnh hơn cả tôi. Con thấy tôi nó còn trong bụng mẹ kia kìa. Kìa, cô nói với Yên như là tôi là tác giả cái bào thai vậy đó. Tôi đã chuyển hết ý của chuyện Ngọc Dung đến giám đốc, chuyện còn lại thì tùy giám đốc. Tôi xin phép. Khoan đã, con ngồi xuống đi. Thôi vậy nha, bây giờ cô phải giúp tôi thôi. Bây giờ cô tìm mọi cách đó, cô tiếp cận liên lạc lại với Ngọc Dung, nói Ngọc Dung là khai với công an là mình đang có bầu, rồi là những cái biểu hiện gì mà như là
ói mửa hay là thèm chua hay là gì đó, biểu lộ ra đi cho công an biết là cô có thai. Còn phần tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để thuê luật sư cho Ngọc Dung tại mình. Dù sao thì tôi cũng là người sống có trước có sau. Giả lại Ngọc Dung dù gì cũng là nhân viên cũ của khách sạn Thuận Tiến. Không lẽ tôi là giám đốc mà khoanh tay đứng nhìn nhân viên của mình bị hoạn nạn sao? Đúng không? Giám đốc làm như vậy là đúng lắm. Cô giúp tôi ha. Dạ được. Dù gì đây cũng là trách nhiệm của tôi. Nha. Thôi. Cô đi đi. Dạ. Tôi thay mặt chị Ngọc Dung xin cảm ơn giám đốc. Đó là trách nhiệm của tôi. Bao yêu thương cũng theo người rồi, em đi rồi trời buồn không hạt, làm người ở lại có bao giờ vui, làm người ủ con gái sao giờ này chưa ngủ? Tự nhiên bữa nay con ngủ không được chú Bảy ơi. Không ngủ được khó ngủ chứ gì, lên xe chú chở đi ăn hụt vịt lộn là hết buồn liền. Chú Bảy tốt với con thiệt á. Không có chú Bảy chắc giờ này giờ này con sẽ ra sao nữa. Ôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì con ơi. Cuộc đời á, lúc dày lúc khác. Cứ việc đi ngủ đi, biết đâu chừng sáng mai là có tin vui liền à. Thôi chú Bảy đi nghỉ đi. Vậy là con cũng không chịu đi ngủ hả? Vậy rồi chú Bảy thức với con đờn ca cho con đỡ buồn. Cuộc đời này có nhiều chuyện xảy ra lắm chú Bảy. Có một cái gì đó con nghĩ là mình hiểu được, nhưng đồng thời cũng có một cái gì đó nó khiến con không hiểu gì hết chú Bảy à. Giống như là nó có một cái gì, một cái gì khó tả lắm. Con phải nói cái gì đó là cái gì, mà khi mà chú đã biết nó là cái gì thì chú sẽ nói cho con biết nó là cái gì. Chú Bảy nói vậy làm sao con hiểu được. Ôi đời mà vui đi. Hai mươi năm sau tình yêu cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Oh yeah!